Quyển 42, thứ 15, Bồ Tát Địa, phần đầu, Trì Du Già Sứ, phẩm 10, Trì Giới, 3. Ba khó hành giới của Bồ Tát được có ba chủng. Ngày hiện đời, trừ Bồ Tát bản thân tự có đầy đủ tài bảo dòng tộc cao quý tự tại tăng thượng, lại năng xả bỏ tất cả để thọ trì luật nghi tịnh giới Bồ Tát. Đây gọi là khó hành giới thứ nhất của Bồ Tát. Trừ Bồ Tát đã thọ trì tịnh giới, gặp hiểm nạn bức bách cho đến mất mạng, nơi giới đã thọ vẫn không chút ít khuyết phạm, hà huống phạm tất cả. Đây gọi là khó hành giới thứ hai của Bồ Tát. Trừ Bồ Tát như vậy, khắp ở tất cả đi đứng tác ý, hàng trụ chánh niệm thường không phóng dật cho đến lúc mạng chung, ở nơi giới đã thọ cũng không lầm phạm. Về với tội nhẹ hãy còn không phạm, hà huống tội nặng. Đây gọi là khó hành giới thứ ba của Bồ Tát. Bốn, tất cả môn giới của Bồ Tát được có bốn chủng: một, chánh thọ giới; hai, bản tánh giới; ba, xuyên suốt tụ tập giới; bốn, phương tiện tương ứng giới. Chánh thọ giới, điều đầu tiên mà chư Bồ Tát thọ là ba chủng luật nghi Bồ Tát, đó là luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiều ích hữu tịnh giới. Bản tánh giới, chư Bồ Tát trụ ở vị chủng tánh, bản tánh hiển nhân hai nghiệp thân ngữ tương tục hằng triều chuyển thanh tịnh, xuyên suốt tụ tập giới. Chư Bồ Tát trong những kiếp trước đã từng xuyên suốt tu tập ba chủng tịnh giới, do lực an trụ giữ gìn của nhân đời trước nên đời hiện tại không phủ hiện hành tất cả pháp ác. Ở trong pháp ác, thầm tâm chán lìa chỉ vui tu thiện hạnh. Ở trong thiện hạnh, thầm tâm vui thích phương tiện tương ứng giới. Chư Bồ Tát đường bốn nhiếp sự thân ngữ ý nghiệp thiện hằng chuyển chuyển tương tục đối với các hữu tình. Năm thiện sĩ giới của Bồ Tát được có năm chủng: một, chư Bồ Tát tự đầy đủ giới; hai, khuyên người thọ giới; ba, xưng khen công đức của giới; bốn, thấy bậc đồng pháp thâm tâm hoan hỷ; năm, giả sử có hủy phạm như pháp hối trừ. Sáu, tất cả chủng giới của Bồ Tát nên biết giới đây có sáu chủng và bảy chủng, tổng cộng là 13 chủng. Sáu chủng giới: một, giới hồi hướng vì hồi hướng đại bồ đề; hai, giới rộng lớn vì rộng nhất tất cả hợp xứ; ba, giới hoan hỷ vô tội vì xác lìa hai biên là dục lạc và tự khổ hạnh; bốn, giới thường hằng vì tận thọ mạng cũng không xả bỏ sở học giới đã thọ; năm, giới bền chắc vì tất cả lợi dưỡng cùng kính các lợi khác, các tùy phiền não căn bản tất cả không thể khuất phục, không thể dẫn đoạt; sáu, giới tương ưng và trang nghiêm vì đầy đủ tất cả giới trang nghiêm, giới trang nghiêm như thành phần địa đã thuyết; bảy chủng giới: một, giới ngừng dứt vì xa lìa tất cả việc giết hại; hai, giới chuyển làm vì nhất tất cả thiện vì nhiều ích hữu tình; ba, giới phòng hộ vì hộ trì giới ngừng dứt và giới chuyển làm; bốn, giới dị thục tướng đại sĩ; năm, giới dị thục tăng thượng tâm; sáu, giới dị thục hướng đến khả ái; bảy, giới dị thục lợi ích hữu tình. Bảy, thỏa mãn mong cầu giới của Bồ Tát được có tám chủng, đó là trừ Bồ Tát tự tư duy chân thật: ta mong cầu kia đối với ta chớ đoạn mạng, không cho mà lấy; tà hạnh vế dục, nói lời hư vọng, lời ly gián, lời xấu ác, lời theo dệt, cũng không cầm các vật nguy hiểm để ra hại ta. Ta mong cầu như vậy rồi, nếu người làm trái lại, khiến ta không thỏa mãn mong cầu thì ta không vui, thì ta, người kia cũng mong cầu như vậy. Ta chớ đối với kia hiện hành đoạn mạng, nói rộng cho đến cầm vật nguy hiểm ra hại người. Kia mong cầu vậy rồi, nếu ta làm trái lại, kia không thỏa mãn mong cầu, ý kia không vui. Vậy thì ta thực hiện việc ấy làm gì? Bồ Tát tiêu gì quán xét sâu xa như vậy, biết nhân duyên thần mạng rất khó được, cũng không đối với người hiện hành tám chủng sự không thỏa mãn mong cầu, không vui ý như vậy. Tám chủng như vậy gọi là tám chủng thỏa mãn mong cầu giới của Bồ Tát. Tám, đời này đời khác vui giới của Bồ Tát được có chín chủng. Trừ Bồ Tát vì các hữu tình đối với người nên ngăn chặn thì chân chánh ngăn chặn, đối với người nên khai dẫn thì chân chánh thuận khai dẫn, đối với người nên nhiếp thọ thì chân chánh nhiếp thọ, đối với người nên điều phục thì chân chánh điều phục. Hai nghiệp thần ngữ của Bồ Tát thường chuyển chuyển thành tịnh. Đây là bốn chủng tịnh giới, lại có tịnh giới đồng hành bố thí, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã và la mật đa, tức là năm chủng, gồm chủng lại là chín chủng tịnh giới. Bồ Tát sở hữu tịnh giới như vậy, năng khiến mình người đều được an lạc ở hiện pháp và hậu pháp, cho nên gọi là đời này đời khác an vui giới của Bồ Tát. Chính thanh tịnh giới của Bồ Tát được có 10 chủng: một, giới khéo thọ chỉ vì ba bồ đề của sa môn chẳng phải vì mạng sống; hai, giới không quá chìm vì lúc phạm sa lìa yếu hèn, sanh ăn năn hổ thẹn;
giới không quá cao, vì lúc phạm xa lìa phi xứ, sanh ăn năn hổ thẹn. Ba, giới xa lìa dài đãi vì không đóng trước, ở nơi vui ngủ nghỉ, vui dựa vui nằm, vì đêm ngày siêng tu các thiện pháp. Bốn, giới do xa lìa các phóng dật nhiếp thọ, vì tu tập năm điều không phóng dật như trước đã nói. Năm, giới trách nguyện vì xa lìa tham lam lợi dưỡng cung kính, vì không nguyện sanh cõi trời mà tự mình vui tu phạm hạnh. Sáu, giới do đầy đủ quỹ tắc nhiếp thọ, vì ứng dụng mọi việc đều phù hợp với oai nghi, gia hạnh thiện pháp vì diệu viên mãn, hiện hành thân ngữ chân chánh như pháp. Bảy, giới do đầy đủ tệ mạng nhiếp thọ, vì xa lìa kiêu mạn dối trá tất cả pháp tà mạng lỗi lầm. Tám, giới lìa hai biên, vì xa lìa pháp hai biên là thọ dụng dục lạc và tự khổ hạnh. Chín, giới xuất ly hẳn, vì xa lìa tất cả kiến chấp của ngoại đạo. 10. Giới ở nơi sở học trước đã thọ không làm tổn thất, vì không khuyết giảm, vì không phá hoại ở nơi tịnh giới Bồ Tát đã thọ. 10 chủng như vậy gọi là thanh tịnh giới của Bồ Tát. Như vậy đại tạng giới của Bồ Tát đang khiến ở đường lai sanh khởi quả đại Bồ Đề. Tức vì nương đây Bồ Tát viên mãn tịnh giới Ba La Mật Đa, hiện chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Cho đến chưa chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nương vô lượng tạng giới Bồ Tát đây tránh siêng tụ tập, thường năng thành tựu năm chủng lợi ích thủ thắng. 1. Thường được mười phương chư Phật hộ niệm. 2. Lúc sắp xả thần mạng, trụ hoan hỷ rộng lớn. 3. Thần đã hoại về sau sanh ở chốn nào, thường sanh đồng phận trong chúng các Bồ Tát tịnh giới, hoặc bằng hoặc hơn, làm bạn đồng pháp, làm thiện trí thức. 4. Thành tựu vô lượng tạng công đức rộng lớn, năng viên mãn tịnh giới Ba La Mật Đa. 5. Hiện pháp, hậu pháp, thường thành tựu tự tánh tịnh giới, giới thành tánh. Như vậy đã thuyết tất cả 9 chủng giới, tự tánh giới, nên biết nhiếp thuộc 3 chủng tịnh giới là luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiều ích hữu tịnh giới. Như vậy 3 chủng tịnh giới Bồ Tát nói tóm lại là 3 việc làm của Bồ Tát. Luật nghi giới năng an trụ nơi tâm, nhiếp thiện pháp giới năng tự mình thành thục Phật pháp, nhiều ích hữu tịnh giới năng thành thục hữu tịnh. Như vậy tổng nhiếp hết thảy việc nên làm của Bồ Tát, đó là muốn khiến hiện pháp lạc trú an trụ nơi tâm, thần tâm không mỏi mệt thành thục Phật pháp, thành thục hữu tịnh. Tóm lại tịnh giới Bồ Tát là vậy, thắng lợi tịnh giới là vậy, sở tác tịnh giới là vậy. Ngoài đây ra chọn không có tịnh giới nào vượt quá tịnh giới đã nói trên. Ở trong đây quá khứ Bồ Tát cầu đại Bồ Đề đã học như vậy, vị lai Bồ Tát cầu đại Bồ Đề sẽ học như vậy, hiện tại Bồ Tát khắp mười phương vô lượng vô biên vô tế trong các thế giới cầu đại Bồ Đề đang học như vậy. Phần đầu trì du giả xứ, phẩm 11, an nhẫn. Sao gọi là an nhẫn? Ba la mật đa của Bồ Tát Ốt Đà Nam thuyết, tự tánh tất cả khó, tất cả môn thiện sĩ, tất cả chủng tuệ cầu, hai đời vui thanh tịnh, chín chủng tướng như vậy, đầy lược nói an nhẫn. Có chín chủng tướng an nhẫn gọi là an nhẫn ba la mật đa của Bồ Tát. 1. Tự tánh nhẫn. 2. Tất cả nhẫn. 3. Khó hành nhẫn. 4. Tất cả môn nhẫn. 5. Thiện sĩ nhẫn. 6. Tất cả chủng nhẫn. 7. Thỏa mãn mong cầu nhẫn. 8. Đời này đời khác an vui nhẫn. 9. Thành tịnh nhẫn. Một tự tánh nhẫn của Bồ Tát, trừ Bồ Tát hoặc do được tư duy phân tích làm chỗ nương tựa, hoặc do tự tánh khảm nhẫn tất cả oán hạn nên rộng khắp tất cả đều năng khảm nhẫn, do tâm vô nhiễm thuần từ mẫn nên năng khảm nhẫn, đây được nói tự tánh nhẫn của Bồ Tát. Hai, tất cả nhẫn của Bồ Tát được có hai chủng, một nương nhẫn của phẩm tại gia, hai nương nhẫn của phẩm xuất gia. Hai chủng nhẫn đây mỗi chủng lại có ba loại: A, nhẫn chịu người oán hại; B, nhẫn an thọ các khổ; C, nhẫn thắng giải tư duy pháp. A, sao gọi là nhẫn chịu người oán hại của Bồ Tát? Trừ Bồ Tát, trường thời sanh khởi trùng trùng mạnh mẽ không gián đoạn, hiện tiền chịu các khổ do người oán hại phải học như vậy. Như đây là lỗi nghiệp của bản thân ta do đời trước gây tạo trùng trùng nghiệp bất tịnh, nên nay thọ trùng trùng quả khổ như vậy. Nay ta nếu không thể nhẫn chịu ở nơi khổ không nghĩa lợi này, thì đây lại là nhân thống khổ ở đời vị lai. Nếu ta ở nơi nhân khổ lớn đây mà tùy thuận chuyển theo, tức tự mình làm điều không đáng yêu thích, tức tự mình sanh kiết phược, tức tự mình gây thêm oán hại, chẳng phải do nơi người. Lại sở hữu các hành của thân ta, thân người, tất cả đều dụng tánh khổ làm thẻ. Vì kẻ kia không biết nên ở nơi thẻ tánh khổ của thân ta đây, càng gây tạo, khiến tăng thêm khổ. Ta đã biết thế, cớ gì ở nơi thẻ tánh khổ của thân kia mà gây tạo ra thêm khổ. Lại các thành phần phần nhiều chỉ tu hành nghĩa tự lợi, mà còn chẳng phải không nhẫn chịu các khổ của mình, của người. Huống chi nay ta
Đang vì siêng năng tu hành nghĩa lợi người mà lại chẳng thể nhẫn ư? Bồ Tát Chánh tư duy phân tích như vậy rồi, siêng tu nam tưởng, đối với người oán người thân phẩm kém bằng hơn, đối với các hữu tình có vui có khổ có đức có lỗi đều năng an nhẫn tất cả các khổ oán hại. Sao gọi là năm tưởng? Một, tưởng thân đời trước thuần thiện. Hai, tưởng tùy thuận chỉ có pháp. Ba, tưởng vô thường. Bốn, tưởng khổ. Năm, tưởng nhiếp thọ. Sao gọi là Bồ Tát đối với hữu tình có oán hại? Tu tập tưởng thân đời trước thân thiện. Chư Bồ Tát nên học như vậy, chẳng phải dễ có được chút phần hữu tình. Trải qua nhiều đời, vẫn xoay trong các sanh thân khác nhau mà chưa từng là cha mẹ, anh em, chị em, thân giáo, quỹ phạm và những bậc đồng hàng đáng tôn trọng. Tránh tư duy như lý như vậy, nên đối với các hữu tình có oán hại xả tưởng oán ghét, trụ tưởng thân thiện, nương tưởng thân thiện đây, đối với các oán hại thể đều năng kham nhẫn. Sao gọi là Bồ Tát đối với hữu tình có oán hại, tu tập tưởng tùy thuận chỉ có pháp, trừ Bồ Tát nên học như vậy. Nương tựa các duyên chỉ là hành chỉ là pháp, trong đây đều không có ngã, hữu tình mạng sanh, cũng không kẻ mắng, kẻ sân, kẻ đánh, kẻ khinh, kẻ trách, cũng không người bị mắng, người bị sân, người bị đánh, người bị khinh, người bị trách. Tránh tư duy như lý như vậy, nên đối với hữu tình có oán hại xả tưởng hữu tình, trụ tưởng chỉ có pháp, nương tưởng chỉ có pháp đây, đối với các hữu tình có oán hại thể đều năng kham nhẫn. Sao gọi là Bồ Tát đối với hữu tình có oán hại tu tưởng vô thường? Chư Bồ Tát nên học như vậy, các hữu tình hoặc sanh hoặc tưởng hoặc trưởng tất cả đều là vô thường, đều là pháp chết. Kẻ cực báo oán đó là kẻ đoạn mạng người, là các hữu tình luôn nghĩ đến đoạn mạng người, duy nào khiến bậc trí giả muốn đoạn lại. Như vậy các hữu tình trên là pháp sanh tử tánh vô thường, bậc trí giả còn chẳng nên khởi tâm nhiễm ô, huống chi lại dùng tay vật gậy gia hại cùng tất cả cách thức để đoạn mạng người. Tránh tư duy như lý như vậy rồi, xả tưởng thường bền chắc, an trụ tưởng vô thường không bền chắc, nương tưởng vô thường đây, đối với các hữu tình oán hại thể đều năng kham nhẫn. Sao gọi là Bồ Tát đối với hữu tình có oán hại tu tập tưởng khổ? Chư Bồ Tát nên quán như vậy, các hữu tình rất hưng thạnh còn luôn bị ba thứ khổ vây quanh theo đuổi, đó là khổ khổ, hành khổ và hoại khổ, vốn là các hữu tình đang ở chỗ suy tổn. Như lý quán rồi nên học như vậy, tại này đối với các hữu tình thường bị các khổ vây quanh như thế, nên siêng phương tiện khiến họ điều khổ, không nên khiến họ tăng thêm khổ. Tránh tư duy như lý như vậy rồi, nên đoạn diệt tưởng vui sanh khỏi tưởng khổ, nương tưởng khổ đây, đối với các hữu tình oán hại thể đều năng kham nhẫn. Sao gọi là Bồ Tát đối với hữu tình có oán hại tu tưởng nhiếp thọ? Chư Bồ Tát nên học như vậy, tại vì tất cả hữu tình phát tâm Bồ Đề, nhiếp thọ tất cả hữu tình làm quyến thuộc, ta nên vì họ mà làm các việc có nghĩa lợi. Ta này không được đối với hữu tình muốn làm nghĩa lợi cho họ mà lại không nhẫn được oán hại của họ, ngược lại gây tạo việc không nghĩa lợi đối với kia. Tránh tư duy như lý như vậy rồi, nên đối với các hữu tình có oán hại diệt trừ tưởng kia, trụ tưởng nhiếp thọ, nương tưởng nhiếp thọ đây, đối với các oán hại thể đều năng kham nhẫn. Sao gọi là nhẫn? Tự mình không đùng đùng nổi giận, không báo oán lại người, cũng không có tùy miên trôi chảy tương tục nên gọi là nhẫn. Như vậy gọi là Bồ Tát nhẫn chịu đối với các hữu tình có oán hại. B. Sao gọi là nhẫn an thọ các khổ của Bồ Tát? Chư Bồ Tát nên học như vậy, từ xưa đến nay ta đương dục hành chuyển, thường cầu các dục, ý theo đó suy xét chọn lựa, đó là nhân các khổ, truy cầu trùng trùng tánh khổ của các dục. Trong lúc truy cầu như là theo đuổi trùng trùng công việc làm nông vua quan, ta nhẫn thọ vô lượng khổ mạnh mẽ. Việc truy cầu các khổ vô nghĩa như vậy khiến ta chịu đủ trùng trùng khổ lớn. Tất cả như thế đều do lỗi lầm của không trí suy xét gây ra. Tại này vì cầu an lạc, năng dẫn phẩm thiện thù thắng hơn cả, vẫn phải nên tự trạch nhẫn thọ trăm ngàn muôn muôn ức khổ lớn, huống chi chút khổ nhỏ mà không nhẫn thọ được sao? Tránh tư duy như lý như vậy rồi, vì cầu đại bồ đề. Vì cầu đại bồ đề nên đều năng nhẫn thọ tất cả việc khổ. Sao gọi là tất cả việc khổ? Được có 8 chủng: 1. Khổ ở nơi nương tựa; 2. Khổ ở nơi pháp thế gian; 3. Khổ ở nơi oai nghi; 4. Khổ ở nơi nhiếp pháp; 5. Khổ ở nơi hành khất; 6. Khổ ở nơi lao nhọc vất vả; 7. Khổ ở nơi lợi tha; 8. Khổ ở nơi việc làm. Khổ ở nơi nương tựa tức là nương 4 thứ: y phục, thức uống, ăn, ngoại cổ, thuốc trị bệnh và các tạp vật nuôi thân. Do nương đầy xuất ra thọ giới cổ túc cho pháp thiện thuyết tỉ nại ra, thành bổn phận bí xô,
Bồ Tát đối với đây nếu được đẹp xấu ít ỏi chậm trễ khinh miệt bất kính mà không sanh ưu buồn, chẳng do duyên đây mà sanh giải đái phế bỏ tinh tấn. Như vậy gọi là nhẫn an thọ khổ ở nơi nương tựa của Bồ Tát. Khổ ở nơi pháp thế gian lửa có 9 chủng: một suy, hai hủy, ba chê, bốn khổ, năm hoại, sáu tận pháp tận, bảy lão pháp lão, tám bệnh pháp bệnh, chín chết pháp chết. Pháp thế gian như vậy, hoặc chung hoặc riêng, hiện tiền gặp gỡ nhóm họp, năng sanh các thứ khổ, đây gọi là khổ ở nơi pháp thế gian. Bồ Tát xúc chạm các khổ như vậy, từ trạch nhẫn thọ chẳng do duyên đây mà giải đãi phế bỏ tinh tấn, như vậy gọi là nhẫn an thọ khổ ở nơi pháp thế gian của Bồ Tát. Khổ ở nơi oai nghi, tức là bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi, đêm ngày hàng thời Bồ Tát trong ấy hoặc đi hoặc ngồi, từ pháp thuận trưởng trong lòng tịnh tu, chọn không phi thời mê đắm, nằm trên giường trên cỏ lá, Bồ Tát ở nơi bệnh tật phát sanh khổ, thảy đều nhẫn thọ, không do duyên đầy mà sanh giải đãi phế bỏ tinh tấn, như vậy gọi là nhẫn an thọ khổ ở nơi oai nghi của Bồ Tát. Khổ ở nơi nhất pháp lược có 7 chủng: một thừa sự cúng dường tam bảo, hai hầu hạ phụng sự bậc tôn trưởng, ba thưa hỏi thọ học chánh pháp, bốn đã thưa hỏi thọ học rồi phải rộng về người thuyết, năm dùng âm thanh lớn đọc tụng, sáu một mình riêng ở chốn không nhà quán sát xứng lượng tư duy không điên đảo, bảy tu tập du già đắc ý nhấp lấy hoặc trì hoặc quán. Bồ Tát dũng mãnh lao nhọc thực hành nơi bảy chủng như pháp như vậy, nên các khổ phát sanh thảy đều nhẫn thọ, không do duyên đầy mà sanh giải đãi phế bỏ tinh tấn, như vậy gọi là nhẫn an thọ khổ ở nơi nhiếp pháp của Bồ Tát. Khổ ở nơi hành khất lực có 7 chủng: một tự tánh phát thệ, tự phát thệ thay đổi hình hài, cạo bỏ râu tóc, xả bỏ các tướng tốt thế tục; hai tự thệ từ bỏ hình sắc vì thọ trì y hoại sắc; ba đi đứng nói làm đều không mặc tình phóng túng, tất cả đi đứng du hành trong thế gian tự nhiếp thận trọng; bốn nương người để tồn tại mạng sống, xả bỏ sự nghiệp thế gian, y dùng những vật có được từ người để tồn tại; năm chọn đầy từ người khất cầu các thứ vật dụng để nuôi thân, không thọ dùng tài bảo thu được phi pháp các vật tích trữ lâu; sáu chọn đầy ngàn dứt các dục thế gian vì xa lìa pháp dâm dục vì phạm hạnh; bảy chọn đầy ngàn dứt xa lìa vui chơi xem nghe cả nhạc nhảy múa diễn tuồng của thế gian, cùng xa lìa bạn hữu đồng tuổi vui chơi nhảy nhót. Hết thảy việc như vậy, chỗ có khó khăn vất vả, do hạnh khất cầu phát sanh các thứ khổ, Bồ Tát đều năng nhẫn thọ tất cả, không do duyên đầy mà giải đãi phế bỏ tinh tấn, như vậy gọi là nhẫn an thọ khổ ở nơi hành khất của Bồ Tát. Khổ ở nơi lao nhọc vất vả, chư Bồ Tát xin thủ tịnh pháp, là nhân duyên khiến phát sanh trùng trùng mệt mỏi buồn bã quấy nhiễu, Bồ Tát đều năng nhẫn thọ tất cả, không do duyên đầy mà sanh giải đãi phế bỏ tinh tấn, như vậy gọi là nhẫn an thọ khổ lao nhọc vất vả của Bồ Tát. Khổ ở nơi việc lợi tha, trừ Bồ Tát tu tập 11 loại nghiệp lợi ích hữu tình nên biết như trước, do đây phát sanh trùng trùng yêu khổ, Bồ Tát đều năng nhẫn thọ tất cả, không do duyên đầy mà giải đãi phế bỏ tinh tấn, như vậy gọi là nhẫn thọ khổ ở nơi việc lợi tha của Bồ Tát. Khổ ở nơi việc làm, trừ Bồ Tát nếu là người xuất gia thì có các nghiệp y bát, nếu là người tại gia thì có sự nghiệp buôn bán, làm nông, vua quan, công điên đảo, do đây phát sanh trùng trùng khổ cực, Bồ Tát đều năng nhẫn thọ tất cả, không do duyên đây mà sanh giải đãi phế bỏ tinh tấn. Như vậy gọi là nhẫn an thọ khổ ở nơi việc làm của Bồ Tát. Lại chư Bồ Tát tùy xúc chạm các thứ khổ mà đối với vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chưa chánh riêng tu tập, thì chánh riêng tu tập, đã chánh riêng tu tập, năng không thối chuyển, thường xuyên tu tập, ý không đổi rời, tâm không tạp nhiễm, đây gọi là hàm nhẫn lãnh thọ các thứ khổ của Bồ Tát. C. Sao gọi là nhẫn thắng giải tư duy pháp của Bồ Tát? Trừ Bồ Tát năng tránh tư duy phân tích tất cả pháp, do khéo quan sát nên được tệ hiểu biết thủ thắng, năng ở nơi tám chủng xứ sanh khởi thắng giải, khéo an trụ thắng giải. Sao gọi là tám chủng xứ sanh khởi thắng giải? Một xứ công đức tam bảo, hai xứ chân thật nghĩa, ba xứ đại thần lực của chư Phật Bồ Tát, bốn xứ nhân, năm xứ quả, sáu xứ nghĩa nền đắc, bảy xứ tự mình ở nơi nghĩa kia được phương tiện, tám xứ nên hành của tất cả sở tri. Lại thắng giải đây do hai nhân duyên ở nơi các xứ kia nó khéo an lập: một vì trưởng thời xuyên suốt tu tập, hai vì chứng trí thiện tịnh, đây gọi là nhẫn thắng giải tư duy pháp của Bồ Tát. Như vậy vì tất cả nhẫn của hai phẩm xuất gia Bồ Tát và tại gia Bồ Tát đây
nên biết hiển thị rộng các tướng khó hành nhẫn sai biệt của Bồ Tát. Ba khó hành nhẫn của Bồ Tát lược có ba chủng. Đối với các hữu tình yếu kém làm những việc không nhiều ích, Bồ Tát năng nhẫn thọ để gọi là khó hành nhẫn thứ nhất, hoặc trừ Bồ Tát ở địa vị tôn quý đối với các hữu tình thấp hơn mình làm những việc không nhiều ích vẫn kham năng nhẫn thọ để gọi là khó hành nhẫn thứ hai, hoặc trừ Bồ Tát đối với hữu tình chủng tánh tùy tiện làm những việc không nhiều ích tăng thượng mà vẫn kham năng nhẫn thọ, đây gọi là khó hành nhẫn thứ ba. 4. Tất cả muôn nhẫn của Bồ Tát được có bốn chủng, đó là trừ Bồ Tát đối với người thân làm việc không nhiều ích, đối với người oán làm việc không nhiều ích, đối với người không oán không thân làm việc không nhiều ích, thể đều năng kham nhẫn đối với ba hạng người kia, phẩm hạ liệt trung bình thù thắng, gây tạo những hành động không nhiều ích bậc thượng, đều năng kham nhẫn. 5. Thiện sĩ nhẫn của Bồ Tát lược có năm chủng, đó là trừ Bồ Tát trước ở nơi nhẫn đây quán thấy những lợi ích thù thắng. Nếu Bồ Đạt Già La nào năng kham nhẫn và đại vị lai không nhiều oán địch, không nhiều những sự chống trái chia rẽ, được nhiều hỷ lạc lúc lâm chung không hối hận, sau khi thần hoại sẽ xây trong đường thiện của cõi trời. Vì thấy được lợi ích thù thắng đây, nên tự mình năng kham nhẫn, lại khuyến khích người hành trì nhẫn, khen ngợi công đức của nhẫn, thấy chúng sanh năng hành nhẫn, Bồ Tát ý vui mừng, an ủi, khích lệ. 6. Tất cả chủng nhẫn của Bồ Tát, nhẫn đề có 6 chủng và 7 chủng, tổng cộng là 13 chủng. 6 chủng nhẫn, một trừ Bồ Tát rõ biết nếu không nhẫn sẽ cảm quả dị thục không đáng yêu thích, vì tránh điều đó nên siêng năng tu hành nhẫn. 2. Đối với các hữu tình có tâm thường xót, có tâm bi mẫn, có tâm thân yêu vì muốn thân thiện nên siêng tu hành nhẫn. 3. Đối với vô thượng chánh đẳng Bồ Đề vì vui muốn mạnh mẽ, vì viên mãn an nhẫn ba la mật đa, do nhân duyên đây nên siêng tu hành nhẫn. Như Đức Thế Tôn dạy, phàm người xuất gia phải đủ lực an nhẫn, do nhân duyên đây không nên đã xuất gia thọ cụ túc giới mà không hành trì an nhẫn. 4. Do đã lãnh thọ pháp nên siêng tu hạnh nhẫn. 5. Chủng tánh đầy đủ, trước kia đã từng xuyên suốt tu tập hạnh nhẫn, nay ở hiện tại an trụ tự tánh nhẫn nên năng tu hạnh nhẫn. 6. Biết rõ tất cả pháp xa lìa hữu tình, duy thấy tất cả pháp tánh không hí luận, vì quan sát pháp sâu chắc nên năng tu hạnh nhẫn. 7. Chủng nhẫn, một đối với tất cả việc làm không nhiều ích đều nhẫn, thực hành theo tất cả nhẫn. 2. Nhẫn tất cả chỗ, đó là những nơi ẩn khuất hay trước đại chúng đều năng tu nhẫn. 3. Nhẫn tất cả thời, đó là hoặc phần đầu ngày, hoặc phần giữa ngày, hoặc phần cuối ngày, hoặc đêm hoặc ngày, hoặc quá khứ hiện tại vị lai đều năng tu an nhẫn. 4. Hoặc bệnh không bệnh, hoặc ngủ hoặc thức đều năng tu an nhẫn. 5. Do thân hành nhẫn nên không đánh đấm. 6. Do ngữ hành nhẫn nên không nói những lời không khả ái. 7. Do ý hành nhẫn nên không phát giận dữ, không gìn giữ ý vui xấu ác. 7. Thỏa mãn mong cầu nhẫn của Bồ Tát liệu có 8 chủng. 1. Đối với người có khổ đến cầu xin yêu sách, làm điều tệ ác bức bách, Bồ Tát năng an nhẫn. 2. Đối với các hữu tình ác nghiệp rất hung bạo bậc thượng, Bồ Tát nương pháp đại bi, an nhẫn không làm tổn não. 3. Đối với người xuất gia phạm giới, Bồ Tát nương pháp đại bi an nhẫn không làm tổn não. Lại có 5 chủng nhẫn chịu khổ nhọc. 1. Chỗ có khổ nhọc phát khởi do năng kham chịu khiển trừ các khổ của hữu tình. 2. Chỗ có khổ nhọc phát khởi do năng kham chịu để cầu pháp. 3. Chỗ có khổ nhọc phát khởi do năng kham chịu để pháp hành pháp. 4. Chỗ có khổ nhọc phát khởi do năng kham chịu đem pháp ấy vì người rộng thuyết. 5. Chỗ có khổ nhọc phát khởi do năng kham chịu làm trợ bạn đối với các sự nghiệp công việc của hữu tình. 8 chủng như vậy gọi là thỏa mãn mong cầu nhẫn đối với hữu tình gây tổn não, do nhẫn nên liệm. Đối với hữu tình có sự mong cầu, do nhẫn nên cho, đây gọi là thỏa mãn mong cầu nhẫn. 8 đời này đời khác vui nhẫn của Bồ Tát lược có 9 chủng. 1. Trừ Bồ Tát an trụ không phóng dật. 2. Đối với các thể pháp thể đều năng kham nhẫn. 3. Đối với nóng lạnh thể đều năng kham nhẫn. 4. Đối với đói khát thầy đều năng kham nhẫn. 5. Đối với mũi mỏng cắn đốt thầy đều năng kham nhẫn. 6. Đối với nắng gió thầy đều năng kham nhẫn. 7. Đối với bò cạp rắn độc cắn đốt thầy đều năng kham nhẫn. 8. Đối với các việc làm nặng nhọc khiến thân tâm mỏi mệt bước não thầy đều năng kham nhẫn. 9. Đối với các hữu tình đọa trong các khổ sanh lão bệnh tử của sanh tử hiện tiền hài mẫn xót thương mà tu hạnh nhẫn. Bồ Tát năng tu hạnh nhẫn như vậy, nàng khiến thân mình ở trong hiện đời an trụ, an lạc,
không bị tất cả pháp ác bất thiện xâm hại tạp loạn, năng dẫn nhân duyên an lạc ở đời sau, cũng năng khiến người tu hành trùng trùng chánh hạnh an lạc, hiện pháp hậu pháp. Đây gọi là đời này đời khác vô nhẫn của Bồ Tát. 9. Thanh tịnh nhẫn của Bồ Tát lược có 10 chủng. Trừ Bồ Tát khi gặp người làm việc không lợi ích: 1. Gây tổn não trái nghịch; 2. Không phản trả; 3. Không ý giận dữ; 4. Không oán hiểm; 5. Thường hiện tiền ý vui tương tục, muốn làm lợi ích an lạc cho kia, trước sau không thay đổi, không chỉ làm một việc lợi ích, rồi xả không làm nhiều ích nữa. 6. Đối với người có oán tự đến ăn năn tạ lỗi, không khiến người sanh buồn não mệt mỏi, rồi về sau mới nhận tạ lỗi. 7. Ngại kia mỏi mệt chán nản nên vừa tạ lỗi liền nhận. 8. Đối với việc không thể nhẫn, tự sanh tàm quý mãnh liệt tăng thượng, nương nơi khảm nhẫn. 9. Đối với đại sư, thành tựu quý kính mãnh liệt tăng thượng. 10. Vì nương không tổn não các hữu tình, nên thành tựu ai mẫn yêu quý mãnh liệt của các hữu tình. Vì tất cả pháp không nhẫn, kể cả pháp trợ bạn đều được đoạn trừ, nên ly dục, dục giới. Do 10 tướng đầy, nên biết được sự tu hành nhẫn của Bồ Tát thanh tịnh vô cấu, nên biết trong đây, từ tự tánh nhẫn ban đầu cho đến thành tịnh nhẫn cuối cùng, năng sanh qua đại bồ đề rộng lớn vô lượng. Chư Bồ Tát lấy nhẫn đây làm chỗ nương, năng viên mãn an nhẫn ba la mật đa, năng chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Phần đầu trì du già xứ, phẩm 12 tinh tấn. Sao gọi là tinh tấn ba la mật đa của Bồ Tát? Ốt Đà Nam thuyết: tự tánh tất cả khó, tất cả môn thiện sĩ, tất cả chủng toại cầu, hai đời vui thành tịnh, chín chủng tướng như vậy. Đây lược nói tinh tấn. Có chín chủng tướng tinh tấn gọi là tinh tấn ba la mật đa của Bồ Tát: 1. Tự tánh tinh tấn; 2. Tất cả tinh tấn; 3. Khó hành tinh tấn; 4. Tất cả môn tinh tấn; 5. Thiện sĩ tinh tấn; 6. Tất cả chủng tinh tấn; 7. Thỏa mãn mong cầu tinh tấn; 8. Đời này đời khác vui tinh tấn; 9. Thanh tịnh tinh tấn. 1. Tự tánh tinh tấn của Bồ Tát. Chư Bồ Tát nơi tầm dũng mãnh, khả năng nhiếp thọ vô lượng thiện pháp, làm lợi ích an lạc tất cả hữu tình, mạnh mẽ không gián đoạn, không điên đảo, đồng hành với chỗ khởi dụng của thần ngữ ý. Đây gọi là tự tánh tinh tấn của sở hành Bồ Tát. 2. Tất cả tinh tấn của Bồ Tát lược có hai chủng: 1. Nương tinh tấn của phẩm tại gia; 2. Nương tinh tấn của phẩm xuất gia. Nên biết hai chủng tinh tấn đây, mỗi huy chủng lại có ba loại: A. Mặc giáp tinh tấn; B. Tinh tấn nhiếp thiện pháp; C. Tinh tấn nhiều ích hữu tình. A. Sao gọi là mặc giáp tinh tấn của Bồ Tát? Chư Bồ Tát đã phát ra hạnh tinh tấn làm đầu, tầm dũng mãnh trước mặc giáp thệ nguyện: nếu ta về giải thoát khổ cho một hữu tình, dẫu dùng ngàn đại kiếp bằng một ngày đêm ở địa ngục, chẳng phải ở cõi nào khác, cho đến trải qua thời gian như vậy để chứng đắc vô thượng chánh đẳng bồ đề, giả sử có vượt qua 100.000 bội số muôn muôn ức thời lượng kiếp số đầy đi nữa mới chứng đắc vô thượng chánh đẳng bồ đề, nhưng sự dũng mãnh của ta cũng không thối khuất. Ta đối với việc cầu vô thượng chánh đẳng bồ đề không phải chẳng tiến đến, đã tiến đến rồi siêng năng dũng mãnh không lười biếng giải đãi, huống chi trải qua thời gian khổ ngắn. Đây gọi là mặc giáp tinh tấn của Bồ Tát. Nếu có Bồ Tát ở nơi tướng mặc giáp tinh tấn của Bồ Tát như vậy mà ít khởi thắng giải, ít sanh tịnh tín, hãy còn trưởng dưỡng tánh tại bồ đề vô lượng dũng mãnh, phát siêng tinh tấn, huống chi Bồ Tát thành tựu mặc giáp tinh tấn như vậy. Bồ Tát như vậy vì cầu đại bồ đề nhiều ích hữu tình, không có chút việc khó hành nào mà sanh tầm khó và phát khởi sợ hãi khiếp nhược. B. Sao gọi là tinh tấn nhiếp thiện pháp của Bồ Tát? Chư Bồ Tát sở hữu tinh tấn năng là gia hạnh của bố thí trì giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự trí tuệ ba la mật đà, cũng năng thành tựu tất cả gia hạnh này. Nên biết đây được có 7 chủng: 1. Tinh tấn không lay động, về phân biệt tất cả, phân biệt chủng chủng căn bản phiền não, chút phần phiền não, tất cả luận khác, tất cả khổ, xúc chạm, đều không thể lay động. 2. Tinh tấn kiên cố, vì gia hạnh ẩn trọng. 3. Tinh tấn vô lượng, vì năng hiện chứng đắc tất cả minh xứ. 4. Tinh tấn phương tiện tương ưng, vì đắc nghĩ hết đạo không điện đạo, vì tùy thuận mà hành, bình đẳng không đạt. 5. Tinh tấn không điện đạo, vì chứng đắc dục, năng dẫn nghĩa lợi, xứng hợp sở dẫn nghĩa nguyện. 6. Tinh tấn hằng thời, vì gia hạnh không gián đoạn. 7. Tinh tấn xa lìa tiêu mạn, vì siêng năng tinh tấn xa lìa cao cử. 7 chủng tinh tấn nhiếp thiện pháp đây
Nếu siêng năng sa hạnh khiến chư Bồ Tát nhanh chóng viên mãn ba la mật đa, mau chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Do tinh tấn đây, dụng tất cả thiện pháp làm nhân duyên tối thắng năng tu chứng, năng thành tựu Bồ Đề, ngoài đây ra thì không thể thành tựu. Cho nên Như Lai dùng trùng trùng môn, xưng khen tinh tấn năng chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. C. Sao gọi là tinh tấn như ích hữu tình của Bồ Tát? Được có 11 chủng như trong phẩm chỉ giới đã nói ở trước. Kia nói về giới để nói về tinh tấn, nên biết gọi là sự khác nhau của chỉ giới và tinh tấn. 3. Khó hành tinh tấn của Bồ Tát được có 3 chủng. Nếu chưa Bồ Tát không gián đoạn xa lìa các tưởng y phục, tưởng ăn uống, tưởng ngoạ cụ và tưởng thân mình, không gián đoạn tu tập các thiện pháp, chưa tưởng giải đãi phế bỏ, đây gọi là khó hành tinh tấn thứ nhất. Nếu chư Bồ Tát tinh tấn như vậy ở mọi thời, từng không giải đãi phế bỏ tất cả chúng đồng phận, đây gọi là khó hành tinh tấn thứ hai. Nếu chư Bồ Tát thông đạt công đức bình đẳng không chậm chạp, không gấp rút, không điên đảo, năng dẫn nghĩa lợi thành tựu tinh tấn, đây gọi là khó hành tinh tấn thứ ba. Như vậy được khó hành tinh tấn của Bồ Tát, nên biết tức do duyên bị mẫn hữu tình cùng với nhân của bát nhã nằm nhiếp. Bốn, tất cả môn tinh tấn của Bồ Tát lược có 4 chủng. Tinh tấn xa lìa pháp nhiễm, trừ Bồ Tát sở hữu tinh tấn năng khiến tất cả kiết phường tùy miên tùy phiền não triền trở sanh chẳng sanh, đã sanh được đoạn diệt. Tinh tấn dẫn phát pháp bạch, trừ Bồ Tát sở hữu tinh tấn khiến tất cả thiện pháp trở sanh được sanh, đã sanh được trụ, được không quên mất, được tăng trưởng rộng lớn. Tinh tấn tịnh trừ nghiệp, trừ Bồ Tát sở hữu tinh tấn năng khiến ba nghiệp đều thành tịnh, năng điều phục thần ngữ ý nghiệp trở nên diệu khéo. Tinh tấn tăng trưởng trí, chư Bồ Tát sở hữu tinh tấn năng tích tập, năng tăng trưởng tuệ văn từ tu. Năm, thiện sĩ tinh tấn của Bồ Tát lược có 5 chủng. Một, tinh tấn không xả bỏ, thì chư Bồ Tát sở hữu tinh tấn không xả bỏ tất cả dục gia hạnh. Hai, tinh tấn không thối giảm, vì chư Bồ Tát sở hữu tinh tấn vì điều trước đã hơi thấu nhận lãnh thọ hoặc bằng hoặc hơn, phát triển tinh tấn theo đó trưởng dưỡng. Ba, tinh tấn không hạn điệt, vì chư Bồ Tát sở hữu tinh tấn dũng mãnh mạnh mẽ, trường thời không gián đoạn, tinh cần nỗ lực, tâm không khiếp nhược, không thối lùi khuất phục. Bốn, tinh tấn không điên đảo, vì chư Bồ Tát sở hữu tinh tấn đang dẫn nghĩa lợi, được sự nhiếp giữ của phương tiện thiện xảo. Năm, tinh tấn tinh cần dũng mãnh giác hạnh, vì chư Bồ Tát sở hữu tinh tấn nhanh chóng tiến đến vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Sáu, tất cả chủng tinh tấn của Bồ Tát, nên biết tinh tấn đây có 6 chủng và 7 chủng, tổng cộng là 13 chủng tinh tấn. 6 chủng tinh tấn: một, tinh tấn không gián đoạn vì tất cả thời đều tu gia hạnh. Hai, tinh tấn ân trọng vì năng tu gia hạnh đầy đủ trọn vẹn. Ba, tinh tấn đẳng lưu vì được giữ gìn với nhân đời trước. Bốn, tinh tấn gia hạnh vì luôn luôn tư trạch chủng chủng phẩm thiện chân chánh gia hạnh. Năm, tinh tấn không dao động vì tất cả khổ xúc trạng đều chẳng thể lay động, cũng chẳng khiến thay đổi thành tánh khác. 6. Tinh tấn không vui đủ, vì không vui đủ ở trong chút phần chứng đắc hạ liệt. Bồ Tát vì phát khởi siêng năng tinh tấn nên thành tựu 6 chủng của tất cả chủng tinh tấn như vậy. Do đó nói rằng có thế lực, có siêng năng, có dũng mãnh kiên cố ở nơi tất cả thiện pháp không xả ách vậy. 7. Chủng tinh tấn: một, tinh tấn đồng hành với dục khác, vì chư Bồ Tát sở hữu tinh tấn luôn mãnh liệt mong muốn đối với vô thượng chánh đẳng Bồ Đề theo nguyện đầy trưởng dưỡng. 2. Tinh tấn tương ưng bình đẳng, vì trừ Bồ Tát sở hữu tinh tấn năng khiến tâm không bị trói buộc, tâm không bị nhiễm ô bởi một trong số phiền não căn bản hay tùy phiền não hiện hành. Do tinh tấn đây năng khiến Bồ Tát bình đẳng an trụ tu tập tất cả thiện pháp. Ba, tinh tấn thắng tiến, đó là trừ Bồ Tát nếu lúc tâm bị nhiễm ô, tâm bị trói buộc theo một trong số phiền não căn bản và tùy phiền não hiện hành, vì đoạn các phiền não nên tinh tấn rõ mãnh như diệt lửa cháy đầu. Bốn, tinh tấn siêng cầu, vì trừ Bồ Tát sở hữu tinh tấn rõ mãnh không hề mỏi mệt cầu học tất cả minh xứ. Năm, tinh tấn tu học, vì trừ Bồ Tát đối với pháp sở học để chỗ thích học ở khắp tất cả xứ năng tùy pháp hành pháp. Sáu, tinh tấn lợi tha, vì trừ Bồ Tát sở hữu tinh tấn nên biết tướng đây như 11 chủng tướng trước đã nói. Bảy, tinh tấn khéo phòng hộ, vì trừ Bồ Tát sở hữu tinh tấn khởi tránh gia hạnh, khéo tự phòng hộ giữ gì nếu phạm như pháp hối trừ. 13 chủng tinh tấn của Bồ Tát như vậy gọi là tất cả chủng tinh tấn. 7 và 8, phần thỏa mãn mong cầu tinh tấn của Bồ Tát và đệ này đệ khác vui tinh tấn. Nên biết như phần An Nhẫn đã nói ở trước, chỉ sai khác ở chỗ kia nói khảm nhẫn,
để nói dũng mãnh tinh tấn của Bồ Tát. 9. Thanh tịnh tinh tấn của Bồ Tát được có 10 chủng: 1. Tinh tấn tương ưng, 2. Tinh tấn xuyên suốt tu tập, 3. Tinh tấn không trì hoãn, 4. Tinh tấn khéo nhiếp, 5. Tinh tấn tu tập đúng thời, 6. Tinh tấn thông đạt các tướng, 7. Tinh tấn không khiếp nhược thối lui, 8. Tinh tấn không xả ách, 9. Tinh tấn bình đẳng, 10. Tinh tấn hồi hướng đại bồ đà. Hoặc trừ Bồ Tát bị các tùy phiền não bức bách, vì muốn đoạn dứt tùy phiền não kia, nên tu tập trùng trùng tướng đối trị tương ưng. Đó là vì muốn đối trị các tham dục nên tu tập bất tịnh, vì muốn đối trị sân khỏe nên tu tập tưởng mẫn, vì muốn đối trị ngu si nên tu tập quán sát duyên khởi của tánh duyên, vì muốn đối trị các tầm tư nên tu tập anapana niệm, vì muốn đối trị các kiều mạn nên tu tập giới sai biệt. Hay thể loại như vậy gọi là tinh tấn tương ưng của Bồ Tát. Hoặc trừ Bồ Tát chẳng phải chỉ thành tựu sở hữu tinh tấn ở giai đoạn mới bắt đầu sự nghiệp tu tập, chẳng để tâm an trụ dạy trao dạy dân, chẳng thể không nương gia hạnh xuyên suốt tu tập gia hạnh tích tập, cho nên gọi là tinh tấn xuyên suốt tu tập của Bồ Tát. Hoặc trừ Bồ Tát không chỉ gia hạnh như trên, mà trong giai đoạn mới tu nghiệp đây còn thêm gia hạnh không trì hoãn, gia hạnh không gián đoạn, gia hạnh ân trọng, đây gọi là tinh tấn không trì hoãn của Bồ Tát. Hoặc trừ Bồ Tát từ nơi sư trưởng mà tự mình lắng nghe nhiều, có lực hành trì không điên đảo chấp thủ, và khởi sinh tinh tấn trụ tâm như vậy, đây gọi là tinh tấn khéo nhiếp của Bồ Tát. Hoặc trừ Bồ Tát đã chấp thủ không điên đảo, lúc nên tu trì năng tránh tu trì, lúc nên tu cử năng tránh tu cử, lúc nên tu xả năng tránh tu xả, đây gọi là tinh tấn tu tập đúng thời của Bồ Tát. Hoặc trừ Bồ Tát ở nơi trùng trùng tướng trì cử xả như vậy, năng khéo rõ biết tướng trụ nhập xuất, năng không quên mất, năng khéo thông đạt tu tập không gián đoạn, tu tập ân trọng, đây gọi là tinh tấn thông đạt các tướng của Bồ Tát. Hoặc trừ Bồ Tát nghe thuyết về tinh tấn của Bồ Tát ở nơi trùng trùng pháp tối cực rộng lớn, tối cực thẳm sâu, không thể nghĩ bàn, không thể so lường, mà không tự khinh miệt mình, tâm không khiếp nhược, không trụ nơi chút phần chứng đắc hạ biệt sai khác, mà danh vui đủ, không cầu thắng tiến, đây gọi là tinh tấn không khiếp nhược thối lui của Bồ Tát. Hoặc trừ Bồ Tát, tùy từng giai đoạn mà mật hộ căn môn, ăn uống biết lượng, đầu đêm cuối đêm thường xuyên tu tập tỉnh thức du giả, an trụ tránh biết. Đối với loại tư tưởng đẳng chỉ như vậy, năng nhiếp thọ chuyển chuyển, đối, tức đối trong đây, tu tập sung mãn mạnh mẽ. Và tất cả thời đối với những điều năng dẫn nhiếp nghĩa loại không điền đảo, xin dụng công gia hạnh. Đây gọi là tinh tấn không xả ách của Bồ Tát. Hoặc trừ Bồ Tát phát sinh tinh tấn không chậm chạp, không vội vàng, chuyển vận bình đẳng song song, khắp tất cả việc nên làm cũng khéo bình đẳng ân trọng tu làm. Đây gọi là tinh tấn bình đẳng của Bồ Tát. Hoặc trừ Bồ Tát hành trì tất cả tinh tấn không gì chẳng vì hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đây gọi là tinh tấn hồi hướng đại Bồ Đề của Bồ Tát. Như vậy từ tự tánh tinh tấn ban đầu cho đến thanh tịnh tinh tấn sau cùng, Bồ Tát đều vì đắc quả đại Bồ Đề. Bồ Tát nương sở hữu tinh tấn đây, nàng về mãn tinh tấn ba la mật đa, năng đối với vô thượng chánh đẳng Bồ Đề nhanh chóng đã chứng, sẽ chứng, nay chứng.